Mến chào quý vị và các bạn. Món chay hôm nay không cần phải ướp gia vị trước, dành cho cả nhà mình không có thời gian mà vẫn được ăn ngon. Đó là món bò kho chay, có ăn ngay trong tầm tay. Nguyên liệu hôm nay mình có là mũ gòn, thịt chay, khoai tây, cà rốt, sả cây, hoa hồi và quế, cà xay, bột bò kho, bột năng, bột nêm, đường, hành tím, tỏi, gừng và bơ. Và mình có một lon nước súp chay và một lon nước dừa coco. Thì đầu tiên thì mình cho dầu vô nồi á, rồi mình phi cái hành, tỏi, gừng này cho thơm lên. Rồi với sả nước sa cây mình bỏ vô, mình phi lên luôn cho nó thơm lên. Rồi xong mình mới bỏ cái thịt chay vô đó. Cái thịt chay này á, thì á, nó rất là mềm. Do khi mà mình không có cần phải ướp trước, mình bỏ vô mình xào rồi mình nêm mà bột nêm rồi vô là một hồi nó ngấm vô, nó rất là vừa ăn nó bao ngấm lắm các bạn. Mình không cần phải mà ướp trước đâu. Còn cái thịt lát chay này á, mình đã ngâm qua nước lạnh rồi, xong nó mềm rồi thì giờ mình xào luôn ha. Rồi mình nêm bột nêm đồ vô cho nó ngon và nó thấm gia vị nữa. Cái này mau thấm gia vị lắm. Mình cho bơ vô mình xào ha. Có ăn tí bơ thì cái bò kho chay của mình ăn nó rất là béo mà nó rất là thơm ha. Nếu mọi người không có thời gian thì mọi người thử nấu món bò kho chay theo cách này ha. Mình không cần phải ướp mà cái thịt chay đó nó mềm lắm, mình xào vô như gì thì nó thấm luôn mà nhanh lẹ có ăn liền nữa. Mình cho tất cả gia vị vô để mình xào cho cái thịt chay này nó thấm nhé các bạn. Rồi xong mình cho cà xay vô mình xào cho nó thấm luôn. Rồi mình cho thêm 2 muỗng dầu màu điều các bạn, cho cái màu á nó đẹp lên, màu nó thiệt là đẹp luôn. 2-3 muỗng gì cũng được, tùy mình bỏ vô xào cho nó thấy nó đẹp màu là được rồi. Rồi cuối cùng là mình cho 3 muỗng bột vô ha, 3 muỗng bột năng á, mình xào vô luôn. Sau khi mình xào gia vị nó đã thấm rồi đó các bạn, thì mình cho một lon nước súp chay vô ha, rồi dưới một lon nước dừa coco. Và hoa hồi dưới quế mình đã rang lên rồi, thì mình rang lên cho nó thơm rồi xong mình bỏ vô trong nồi luôn ha. Khi là nước của mình đã sôi trở lại đó thì mình cho cà rốt vô rồi khoai tây vô luôn ha. Thì mình nấu khoảng 10 phút. Thì sau khi 10 phút thì cái nồi mình nó đã sôi lên rồi nè. Đó, và khoai tây với cà rốt nó đã cũng gần chín rồi. Xong rồi mình cho cái mũ gòn vô luôn đó các bạn. Cái mũ gòn này là mình thay thế cho gân bò các bạn. Ăn nó giòn giòn, sực thì nó cũng ngon lắm. Đó, bây giờ mình để thêm 5 phút nữa thì mình tắt bếp nha. Giờ bò kho chay của mình nó chín rồi đó các bạn. Các bạn nhìn nó hấp dẫn chưa? Đó, bây giờ mình múc ra cho một cái dĩa nha. Rồi mời cô chú và anh chị và các bạn cùng hưởng thức cái món bò kho chay của mình ha. Bò kho chay làm ngay đi cả nhà ơi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết cái video này và xin chúc cho tất cả mọi người được bình an trong cuộc sống và thân tâm thường an lạc. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye!